vào cả nhà. Gì nhà chị chuyên đi set up hệ thống kế toán quản trị của các cái doanh nghiệp. Ấy thì gặp Giang thì cũng là bởi vì có nghiên cứu liên quan đến câu chuyện là có tham gia một cái khóa đào tạo free của cái bạn Quýt trên cái nhóm kế toán trưởng ấy, thì trong đấy có nghe cái thầy Tiến Thành thấy thấy nói một buổi về cái slide, làm slide Lai thể thành. đó. Thầy Thành đúng không? Thầy Thành Vâng. thì bản chất là khi mà kế toán của chị, khi chị bị set up rồi và cái hệ thống kế toán của chị đã ngon, thì nhu cầu phân tích cái báo cáo quản trị của ban giám đốc là rất là lớn. Và nếu như ngày xưa, truyền thống ngày xưa thì mình chỉ biết những cái công cụ Excel và mình làm các cái công thức để lên báo cáo thôi. Thế Vâng. tuy nhiên là đến bây giờ khi mà mình update thì mình thấy rằng là các cái dạng báo cáo, các cái dạng slide nó rất là đẹp mắt. Đấy, nó rất là nhanh và nó gần như nó giải được cái bài toán mà trước đây kế toán cứ phải thuộc lầu lầu các cái hệ thống công thức. Đó. Tuy nhiên mà khi làm với quá nhiều hệ thống công thức thì chị cũng cảm thấy nó khá rủi ro, bởi vì là công thức nó cũng có thể sai do con người làm. Đấy, dẫn đến là chị thấy là cái khóa học của Giang thì nó giải quyết được cái bài toán đó. Tức là khi dữ liệu đã chuẩn rồi mà đưa vào cái cách làm của Giang như này thì gần như là nó đúng luôn mà mình không phải lo lắng ấy. Thì đấy cũng là cái ý thứ nhất. Cái ý thứ hai là chị cũng muốn học cái tư duy. Khi mà Giang đã làm ở rất là nhiều các cái đơn vị như vậy rồi thì Giang tiếp cận với rất là nhiều các cái ban giám đốc hoặc là cái yêu nhu cầu của các cái bộ phận phòng ban, các cái bài toán đặt ra và Giang đã giải quyết, thì chị muốn học được cái tư duy đấy. Ok, Và kêu mọi người. mọi người có thể lấy chính những bài toán của nhau để cùng nhau mổ xẻ đúng không? Tất cả mọi người sẽ được học được nhân gấp mấy lần. Rồi em cảm ơn chị Phương rồi chị...